cựu cán bộ công an nhận tiền bảo kê sông bạc ở Nha Trang hầu tòa. Vụ án AIC, cựu phó giám đốc nhận 950 triệu đồng để giúp AIC. 63 giáo viên Hà Nội tố bị bùng tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ. Cựu cán bộ công an nhận tiền bảo kê sông bạc ở Nha Trang hầu tòa. Thưa quý vị, Lương Tiến Quân cùng 17 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ bị phát hiện tại sòng bạc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Tiến Quân, 43 tuổi, quê Thanh Hóa, cựu phó trưởng phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tại phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, cùng 17 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ bị phát hiện tại sòng bạc ở thành phố Nha Trang. Theo cáo trạng, lúc 16 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang tại Joker Club lô 23.20 đường số 2, khu đô thị Hà Quang 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang đang tổ chức đánh bạc cho 7 người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài poker ăn thua bằng tiền. Trong số các con bạc bị bắt quả tang có Ham Hen Chun, 48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là bị can bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã về quốc tế về tội trộm cắp tài sản, và Interpol đã có thông báo truy nã từ tháng 8 năm 2022. Bị can này đang bị tạm giam tại trại giam công an tỉnh Khánh Hòa. Cáo trạng xác định, từ tháng 6 năm 2022, Nguyễn Minh Hải, 51 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng Nguyễn Đình Hoàng Long, 30 tuổi ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nguyễn Hữu Văn, 31 tuổi ở thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Hứa Vũ Long, 32 tuổi ở thành phố Nha Trang, tham gia góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker, Poker Club, cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip để chơi bài poker thắng thua bằng tiền. Các đối tượng này tổ chức đánh bạc và thu 5% tiền thắng cược cho một ván bài của người thắng cuộc. Nhóm này thuê tổng cộng 7 người để thực hiện các nhiệm vụ như quản lý quầy thu ngân đổi tiền, chip cho khách đến chơi, ghi chép sổ sách chi tiêu, thu nhập hàng ngày của các câu lạc bộ, người chia bài, chăm sóc khách hàng, mời khách đến chơi. Từ ngày 7 tháng 6 năm 2022 đến ngày 2 tháng 2 năm 2023, tổng số tiền thu lợi bất chính của hoạt động poker thắng thua bằng tiền tại Joker Club nói trên là gần 6 tỷ đồng. Cán bộ Bộ Công an khu vực phía Nam nhận tiền bảo kê sòng bạc. Ngoài ra, quá trình cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án xác định, để duy trì hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các bị can đã khai nhận phải chi tiền hàng tháng và biếu tặng bằng tiền cho một số cán bộ có chức vụ quyền hạn liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý địa bàn nơi có các điểm chơi poker do các đối tượng này tổ chức được bảo kê, hoạt động mà không bị kiểm tra phát hiện bắt giữ. Cụ thể, từ năm 2017 đến giữa năm 2020, Nguyễn Minh Hải và một số người góp vốn đã mở 10 bàn chơi poker tại Nha Trang, Rager và N Poker Club, khu vực khách sạn C30 Nguyễn Thiện Thuật, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang và giao việc quản lý, vận hành cho một số người Trung Quốc và Campuchia. Hải chịu trách nhiệm về quan hệ ngoại giao, lo đối phó với các cá nhân, tổ chức để duy trì hoạt động tại đây. Tháng 9 năm 2020, Nguyễn Minh Hải có thông tin về việc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker tại Nha Trang, nên Hải đã tìm cách liên hệ với Lương Tiến Quân, khi đó là Phó trưởng Phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tại phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, để nhờ Quân giúp, và Quân đồng ý gặp Hải lần đầu vào tháng 9 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Quân ra điều kiện phải chi tiền cho Quân hàng tháng để việc tổ chức chơi poker tại khách sạn C30 nói trên không bị Cục Cảnh sát Hình sự kiểm tra bắt giữ. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Khánh Hòa, Hải chuyển qua địa điểm là khách sạn Ameribay, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ và khách sạn Boston, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa cùng thành phố Nha Trang, mỗi điểm mở 6 bàn poker. Sau thời điểm nói trên, Quân yêu cầu Hải liên hệ qua người tên Hùng chưa rõ thân nhân lai lịch để trao đổi thông tin chuyển tiền cho Quân. Đến tháng 6 năm 2022, Hải góp vốn thành lập Poker Club tại khu đô thị Hà Quang 2, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang. Hải vẫn đứng ra lo lót, ngoại giao và đối phó với các cá nhân tại Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Khánh Hòa. Thời gian sau đó, Hải có việc cá nhân và giao cho Nguyễn Đình Hoàng Long quản lý, vận hành Joker Club. Trước khi bị bắt giữ, tổng số tiền mà Hải và Long đã chi cho Lương Tiến Quân là 420 triệu đồng. Quân bị bắt tạm giam một thời gian để điều tra, sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn
là cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án AIC, cựu phó giám đốc nhận 950 triệu đồng để giúp AIC. Thưa quý vị, sau khi điều chỉnh giá gói thầu cho giá trị lợi nhuận của AIC là 40%, bị can Nguyễn Đăng Quân, cựu phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh hưởng lợi 950 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC và 13 người khác trong vụ vi phạm quy định đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Bị can Nguyễn Đăng Quân, cựu phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can này thông đồng với AIC tạo điều kiện cho AIC trúng 8 gói thầu và bản thân hưởng lợi số tiền 950 triệu đồng. Cáo trạng xác định khoảng tháng 4 năm 2015, Dương Hoa Sô, giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh gọi Quân lên phòng làm việc giới thiệu Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc AIC và Trần Đăng Tấn, nhân viên AIC. Tại đây, Sô và Hà trao đổi bàn bạc thống nhất là công ty AIC sẽ là nhà thầu tham dự thầu và trúng thầu các gói của dự án. Chi phí giá gốc của trang thiết bị là 60%, giá trị lợi nhuận của AIC là 40%. Sau đó Quân gửi cho Tấn danh mục thiết bị để Tấn xem xét điều chỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Dương Hoa Sô, Quân đã điều chỉnh thông số kỹ thuật và giá gốc các thiết bị bằng 60% giá trị trong 3 gói thầu 2, 3, 4 giai đoạn 1. Do vậy, tổng giá trị mua sắm thiết bị giai đoạn 1 được điều chỉnh từ 149,6 tỷ đồng tăng lên là 169,8 tỷ đồng. Khoảng giữa năm 2015, Quân tham dự cuộc họp với công ty AIC và công ty Việt Á. Quân biết được liên danh AIC Việt Á sẽ thực hiện dự án. Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt tiếp tục đề nghị được thay đổi các thiết bị Quân đã điều chỉnh, nhưng sau đó danh mục do Đồng Sĩ Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á lập không đảm bảo, nên Quân chỉ thay đổi một vài thiết bị theo đề nghị của Huy, còn lại danh mục do Quân tự nghiên cứu, điều chỉnh. Đối với các gói thầu thiết bị giai đoạn 2, 3, Quân tiếp tục nghe theo chỉ đạo từ Dương Hoa Sô và điều chỉnh danh mục thiết bị và giá các gói thầu thiết bị bằng 60% giá thiết bị theo kế hoạch đã được duyệt. Quá trình này, Quân trao đổi với nhân viên AIC bằng hộp thư điện tử để thống nhất giá và danh mục, chuẩn bị tham gia đấu thầu. Sau khi thực hiện xong dự án, Quân được Dương Hoa Sô chia cho 950 triệu đồng. Theo cáo trạng, năm 2014, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh được duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với tổng trị giá 425 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp cận, làm quen và đề nghị ông Dương Hoa Sô tạo điều kiện cho doanh nghiệp này dự thầu và trúng thầu. Sau khi được ông Dương Hoa Sô đồng ý, Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đến gặp, thỏa thuận với bị can Sô để AIC xây dựng lại danh mục thiết bị, đảm bảo sao cho lợi nhuận của công ty này ở mức 40% giá trị mỗi gói thầu. Quá trình thực hiện, các bị can thông đồng với công ty tư vấn Hồng Hà và công ty khác do AIC chỉ định, lập hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho AIC. Nhờ đó, công ty AIC và công ty Mofa thuộc hệ sinh thái AIC đã trúng 6 gói thầu, còn các công ty do AIC chỉ định trúng 3 gói thầu. Qua đó, các bị can đã có hành vi thông thầu, nâng giá trái quy định pháp luật, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 33 tỷ đồng. 63 giáo viên Hà Nội tố bị bùng tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ. Thưa quý vị, sau hơn 4 năm mòn mỏi chờ đợi, 63 giáo viên thuộc được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội cử đi học thạc sĩ đã hoàn thành chương trình học bổng ngã ngửa. Khi hay tin không được cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định, phản ánh tới chúng tôi, tập thể 63 giáo viên thuộc nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội cho biết, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã ban hành nhiều quyết định về việc cử giáo viên đi học thạc sĩ năm 2019. Động thái được thực hiện dựa trên quyết định số 3381 QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 2013 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố giai đoạn 2013-2020. Sau thời gian học tập tại các trường đại học chính quy, 63 giáo viên đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng thạc sĩ theo chuyên ngành đã trúng tuyển trước đó. Vào năm 2020, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã triệu tập các giáo viên tới hoàn tất hồ sơ để nhận kinh phí hỗ trợ.
Đến năm 2021, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, ban hành công văn số 335, trong đó có nội dung thể hiện những trường hợp giáo viên chưa được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cử đi sau đại học năm 2019 đã nộp hồ sơ đề nghị thành phố xét duyệt, dự kiến có quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố vào năm 2020, tạm thời chờ thông báo khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau hơn 4 năm mòn mỏi chờ đợi, các giáo viên bỗng ngã ngửa khi nhận được công văn số 1351 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc ra soát tiếp nhận hồ sơ bổ sung, giải quyết việc chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học. Có nội dung cho biết, những trường hợp giáo viên được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cử đi học sau đại học 2019 đã nộp hồ sơ đề nghị thành phố xét duyệt, không được Ủy ban Nhân dân cấp quyết định theo cấp kinh phí. Theo anh Nguyễn Văn Đường, giáo viên tại trường Trung học Phổ thông Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, bản thân anh và 62 cán bộ giáo viên không hiểu lý do vì sao Ủy ban Nhân dân thành phố lại không hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho mọi người, dù thuộc đối tượng trong quyết định số 3381 QĐ-UBND ban hành ngày 29 tháng 5 2013. Trong quyết định số 3381 QĐ-UBND, 63 giáo viên thuộc đối tượng cấp kinh phí đi học sau đại học của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đặc biệt, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã thực hiện chủ trương của thành phố ra quyết định cử 63 giáo viên đi học. Trong quá trình học tập, chúng tôi phải chi một khoản tiền khá lớn, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì động viên nhau, cố gắng vay mượn để trang trải. Sau này có khoản tiền hỗ trợ của thành phố thì bù đắp sau. Giờ Sở Giáo dục Đào tạo chỉ trả lời chúng tôi rằng không được hỗ trợ vì thành phố không cấp kinh phí, khiến chúng tôi vô cùng hoang mang hụt hẫng, anh Đường bày tỏ. Theo anh Đường, thực hiện quyết định số 3381 QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 2013, trên thực tế thành phố đã giao chỉ tiêu cho các sở ban ngành đã thực hiện chương trình này từ năm 2013-2018 rất trơn tru, rất nhiều lớp học viên đi học và được nhận trợ cấp. Vậy tại sao khóa giáo viên năm học 2019 lại không được nhận trợ cấp? Do đó anh Đường mong rằng Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc các quyết định đã ban hành để 63 giáo viên được hưởng quyền lợi chính đáng. Theo nhẩm tính, tổng số tiền hỗ trợ theo quy định cho 63 giáo viên là khoảng hơn 20 tỷ đồng. Ngày trước, nếu không có quyết định của sở, thành phố thì nhiều người trong chúng tôi chắc chắn không dám đi học thạc sĩ vì quá trình đi học rất tốn kém thời gian, tiền bạc. Mà chúng tôi sẵn sàng tiền đầu để hoàn thành khóa học, chúng tôi phải vay mượn người thân, bạn bè. Cứ hy vọng học xong có khoản trợ cấp để trả nợ, vậy mà sở cắt khoản trợ cấp không rõ lý do, khiến chúng tôi cảm thấy bị lừa dối, mất niềm tin. Như vậy khác gì đem con bỏ chợ, anh Đường chia sẻ. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 5 tháng 6, một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin kiến nghị của 63 giáo viên và đang yêu cầu phòng ban chuyên môn ra soát tổng hợp lại. Khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin đến báo chí.